chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Linh chúc cô chú anh chị một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Bữa cơm trưa hôm nay Linh sẽ làm hai món của chú anh chị, món chiên và món xào. Sáng Linh đi chợ là Linh mua được một khúc cá ngát á, về Linh khứa ra nè. Cái phần cá này chút Linh đem chiên giòn, còn cái phần đậu que bên đây Linh đi xào với thịt bò của chú anh chị. Phần đậu que Linh rửa sạch rồi Linh lặt ra từ khúc nè, Linh sẽ đi xào. Có ít còn ít của cà gót đó, Linh bỏ vô cho nó có màu, ít hành nêm cho nó thơm nè. Còn đây thịt bò Linh cũng cắt ra rồi mà Linh chưa có ớt, chút Linh xào rồi Linh nêm gia vị cho nó vừa ăn luôn à. Để tỏi để xào. Bây giờ Linh sẽ đi chiên cá trước. Linh bắt cái chảo lên. Bây giờ Linh sẽ bỏ cái củ tỏi vô chiên cá cho nó thơm. Mình bỏ cá vô lên chiên. Chiên mấy chiếc cá là đủ ăn, đủ gia đình Linh ăn. Rồi Linh quay qua Linh xào cái đậu. Chảo bên đây Linh sẽ đi xào đậu, Linh cho tỏi vào, cho dầu ăn rồi Linh cho tỏi vào phi cho nó thơm. Linh bỏ đậu vô Linh xào trước. Xào đậu chín rồi Linh mới bỏ thịt bò vô Linh xào. Thịt bò nó mau chín cho chú anh chị. Linh bỏ xào. Chỗ Linh bây giờ hiện tại giờ trời đang mưa thì chú anh chị nên hơi ồn. Nãy giờ u ám nãy giờ ẩm mới mưa. Linh xào cho đậu nó chín bây giờ Linh bỏ thịt vô. Đậu Linh xào nó cũng chín rồi nè, bây giờ Linh sẽ cho cái thịt vào. Bò mau chín nên Linh bỏ vô xào. Nêm vào đây một ít hạt nêm, ít dầu hào, một tí xíu nước mắm. Xào lên cho nó đều, nó thấm cái gia vị nha. Bò Linh xào nãy giờ cũng đã chín rồi, Linh cho một ít hành lá lên cho nó thơm. Xào qua xào lại cho cái hành lá này nó chín nữa là Linh tắt lửa được. Đậu que xào thịt bò của Linh cũng đã chín rồi nè, Linh sẽ cho ít tiêu xay lên cho nó thơm. Rồi Linh quay qua cái chảo cá chiên. Nó chiên nãy giờ nó cũng vàng đều hai mặt rồi nè, chín nè, Linh sẽ gấp ra dọn cơm ăn là được. Bữa cơm trưa Linh cũng chuẩn bị xong, Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Bữa nay Linh ăn cá ngát chiên giòn của chú anh chị, đậu que xào thịt bò, còn đây ít mắm, dưa mắm, mắm tôm trộn đu đủ. Linh làm mắm gà còn nè, Linh bữa nay Linh đem ra Linh ăn chung. Bây giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nè. Ăn Linh uống miếng nước cho chú anh chị. Linh làm nước cá chanh.
nay giờ mệt nước cho có tinh thần ăn cơm. À, Linh mệt cũng tính chị ăn cơm cùng với Linh nha. Tiên Linh sẽ ăn cái đậu xào một chút, chấm cái nước mắm chua ngọt. Ông Linh ăn thử món thịt bò. Ngon. Này trâu nó không có thịt bò á. Cái sớ nó bự bự quá. Trâu bò mình thấy nó cũng giống. Hút cái hát mà nó bự. Cắt ra nó bán. Mua cái khúc này hơn nửa tí. Chiên ít còn ít lại. Cái thịt cá này ăn ngon. Cả món gì ăn cũng ngon. Mấy bữa để tủ lạnh để ăn nó giòn. Thank you.
mưa xuống nè, mưa hột hột đồ gì trồng được. Linh á, giải một cải, cải salad về giải, giải hết mịt luôn lên cây cho chú chị. Giải mấy quận luôn, thắng mấy quận cơ. Thấy cải bè, cải salad có trồng, cải xanh thì Linh giải lên cải salad, giải không lên cây nào. Mưa xuống là Linh mua hộp đồ lên chồng cầm dữ chưa, không có trái phải cầm dữ. Ăn hết dĩa mắm. Ăn hết dĩa mắm. Chưa mà nó bụng quá. Có dĩa mắm này ăn với cơm nguội là ngon. Không có sáng nữa. Giờ ít ăn mắm với cơm nguội chứ hồi đó. Đó còn nhỏ nhỏ ăn thường không chị. Đó đâu có gì đâu ăn. Dừa cái mắm rồi ăn cơm ăn gì mà ngon. Nước chanh thì thôi nó ngon. Bữa cơm trưa của Linh là đến nay cũng xin khép lại. Cô chú anh chị xem video của Linh là thấy thích ủng hộ cho Linh một like, một chia và một lượt chia sẻ để khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.